Phát thanh viên Mạnh Hùng Thùy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông. Chuyên mục Thông tin Quảng cáo. Em ơi, sao đồ trong tủ lạnh cứ bị dồn hết vào một góc thế này? Tủ có bị nghiêng không? Tủ không nghiêng, mà vì hơi lạnh không di chuyển. Anh xem này, góc ngoài thì đọng nước, góc trong thì lạnh sâu. Nên đồ ăn cứ phải để dồn vào một chỗ như thế mới giữ được lâu. Ôi giời ơi, sao em không bảo anh sớm? Nhà mình đổi tủ lạnh Toshiba mới ngay đi. Thật đó? Vì tủ lạnh máy giặt Toshiba đang có ưu đãi tẹt gà luôn tại điện máy xanh đấy. Thế thì đúng là dịp tốt em đang chờ. Để sinh chiếc tủ lạnh Toshiba Origin Fresh. Chức năng này nhá, sẽ giúp giữ đúng mùi vị tươi ngon của thực phẩm đấy. Và nhất là tủ có công nghệ làm lạnh đa chiều, giúp phân bổ đều khí lạnh. Thức ăn có để ngăn nào góc nào cũng bảo quản tốt hết. Đây đây, giờ mà chọn tủ lạnh Toshiba 513 lít là còn được tặng thêm tủ lạnh 233 lít trị giá 7.540.000 đồng đấy nhá. Ui thích thế. Còn không thích nhận quà thì giảm ngay vào giá, giảm được 3.790.000 đồng luôn đấy. Wow. Chưa kể bất kỳ tủ lạnh, máy giặt Toshiba tại điện máy xanh đều có bán trả góp 0%, miễn phí bảo hiểm, không phí hồ sơ. Bất ngờ chưa? Wow, ưu đãi tốt thế thì cứ điện máy xanh chọn Toshiba ngay thôi. Nhất trí. Nhà máy Sơn Convoy xin thông báo đến quý khách hàng. Sơn Convoy, sơn của người Việt, sản xuất theo công nghệ Anh Quốc, nhập khẩu nguyên liệu từ các nước châu Âu. Sơn Convoy tô đẹp cho mọi công trình và các ngôi nhà Việt. Sản phẩm Sơn Convoy và vật liệu chống thấm đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng. Sơn Convoy chính hiệu có tem chống hàng giả hàng nhái, có tính năng giảm nhiệt, có khả năng kháng nước, kháng kiềm và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Nhà máy miễn phí vận chuyển giao tận tay người tiêu dùng, giá cả cạnh tranh, bảo hành lên đến 10 năm. Sơn Convoy đang có chương trình khuyến mại đặc biệt các phần quà như TV, tủ lạnh, lò vi sóng, xe máy điện và nhiều phần quà khác. Địa chỉ: khu công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Địa chỉ 2: tổng kho nhà máy Sơn Convoy, mặt đường mòn Hồ Chí Minh, gần cầu Đá Ong, thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại phòng kinh doanh nhà máy: 0961 531 188 hoặc 0363 701 188. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, tổng kết Ban chỉ đạo 09 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự hội nghị có Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Năm 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lương Sơn cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline: 0989 612 668.